dung tiếp theo. Trong một ngày cuối tuần như thế này thì tình hình thời tiết chắc chắn cũng là một trong những thông tin mà quý vị quan tâm. Hãy cùng cập nhật tình hình thời tiết tại các tỉnh thành ngay bây giờ. Thị xã Sapa dự báo hôm nay trời nắng và mát mẻ, nhiệt độ giữa trưa 25 độ. Thủ đô Hà Nội trưa chiều nay dự báo nắng nóng, nhiệt độ lên tới 36 độ, chiều tối có thể mưa dông. Thành phố Hải Phòng cũng có thể mưa vào chiều tối nay, trước đó trưa và đầu giờ chiều thì trời nắng và nóng bức 32 độ. Thành phố Vinh hôm nay tiếp tục nắng nóng, mức nhiệt cao nhất 35 độ. Thành phố Đà Nẵng khả năng hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh và nóng 34 độ. Thành phố Phan Thiết cũng nắng nhiều và nóng vào trưa chiều nay 33 độ, chiều tối và đêm có lúc mưa rào. Thành phố Đà Lạt dự báo sáng đến chiều nay trời nắng 26 độ, chiều tối đề phòng mưa dông bất chợt. Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay dự báo trời nắng và nóng 34 độ, từ chiều tối có mưa dông. Thành phố Cần Thơ dự báo chiều tối nay mưa dông, còn từ sáng đến chiều vẫn nắng 33 độ. Thành phố Cà Mau trưa chiều nay dự báo vẫn nắng và nóng 33 độ, từ chiều tối cảnh giác có mưa dông mạnh.